Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, nhưng vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Này các hiền giả, khi vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, vị ấy đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không được nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Này các hiền giả, vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Do vậy, đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Này các hiền giả, vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Này các hiền giả, vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ tư. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Vị tỷ kheo đã khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập, nhờ trí tuệ. Này các hiền giả, vị tỷ kheo tùy theo khéo nắm giữ một định hướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập, nhờ trí tuệ, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, nên khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ năm. 26. Năm giải thoát thành thục tưởng. Vô thường tưởng, khổ tưởng trong vô thường, vô ngã tưởng trong khổ, đoạn trừ tưởng, vô tham tưởng. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Này các hiền giả, có sáu pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Thế nào là sáu? 1. Sáu nội xứ: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. 2. Sáu ngoại xứ: sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. 3. Sáu thức thân: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 4. Sáu xúc thân: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. 5. Sáu thọ thân: nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ. 6. Sáu tưởng thân: sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. 7. Sáu tư thân: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư,
xúc tư, pháp tư. 8. Sáu ái thân: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. 9. Sáu không cung kính pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuận pháp, sống không cung kính, không tùy thuận tăng, sống không cung kính, không tùy thuận học pháp, sống không cung kính, bất phóng vật, không tùy thuận bất phóng vật, sống không cung kính, không tùy thuận sự lễ phép xã giao. 10. Sáu cung kính pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo sống cung kính tùy thuận bậc đạo sư, sống cung kính tùy thuận pháp, sống cung kính tùy thuận tăng, sống cung kính tùy thuận học pháp, sống cung kính tùy thuận bất phóng vật, sống cung kính tùy thuận lễ phép xã giao. 11. Sáu suy tư đến hỷ. Khi mắt thấy sắc, quan hỷ khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân chạm xúc, khi ý nhận pháp, quan hỷ khởi lên, pháp ấy được suy tư. 12. Sáu suy tư đến ưu. Khi mắt thấy sắc, ưu khởi lên, sắc ấy được suy tư như trên. Khi ý nhận pháp, ưu khởi lên, pháp ấy được suy tư. 13. Sáu suy tư đến xả. Khi mắt thấy sắc, xả khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân chạm xúc, khi ý nhận pháp, xả khởi lên, pháp ấy được suy tư. 14. Sáu hòa kính pháp. Này các hiền giả, ở đây khi vị tỷ kheo thành tựu từ thân nghiệp, trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng phạm hành, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, khi vị tỷ kheo thành tựu từ khẩu nghiệp trước mặt hay sau lưng, từ ý nghiệp trước mặt hay sau lưng, đối với các vị đồng phạm hành, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo đối với các đồ vật được cúng dường một cách hợp pháp, cho đến đồ vật nhận trong bình bát, đều đem chia đồng đều giữa các vị tỷ kheo có giới hạnh, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo khi những giới luật của vị này không bị phá hoại, không vi phạm, được kiên trì tuân hành, không có tỳ vết, làm con người được giải thoát, được người trí tán thán, không quế tạp, hướng đến thiền định, vị tỷ kheo ấy giữ giới hạnh sa môn như vậy, sống trước mặt hay sau lưng với các vị đồng phạm hạnh như vậy, là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo sống đời sống được chánh kiến hướng dẫn, chân chánh, đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống thành tựu với chánh kiến như vậy, sống với các vị đồng phạm hạnh trước mặt hay sau lưng, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. 15. Sáu chánh căn. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo phẫn nộ uất hận. Này các hiền giả, vị này phẫn nộ uất hận, sống không cung kính, không tùy thuận vị đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuận pháp, không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp. Này các hiền giả, vị tỷ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không cung kính, không tùy thuận pháp, không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp, vị ấy khởi lên tranh luận giữa chư tăng. Tranh luận như vậy khiến chúng sanh không hạnh phúc, khiến chúng sanh không an lạc, khiến chúng sanh không lợi ích, và khiến chư thiên và loài người không hạnh phúc mà đau khổ. Này các hiền giả, nếu hiền giả thấy được chánh căn ấy giữa các vị hay ngoài các vị, hiền giả phải cố gắng đoạn trừ ác chánh căn ấy. Này các hiền giả, nếu hiền giả không thấy chánh căn ấy giữa các vị hay ngoài các vị, các vị hãy gìn giữ
đừng cho ác chánh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy là ngăn chặn nguy hại ác chánh căn ấy trong tương lai. Này các hiền giả, lại nữa, vì tỷ kheo che giấu và giả dối, tật đố và sang tham, lừa đảo và lường gạt, ác dục và tà kiến, chấp trước sở kiến, kiên trì gìn giữ rất khó rời bỏ. Này các hiền giả, vì tỷ kheo chấp trước sở kiến, kiên trì gìn giữ rất khó rời bỏ, vì ấy sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không cung kính, không tùy thuận pháp, không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp. Này các hiền giả, vì tỷ kheo không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, pháp, tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp, vì ấy khởi lên tranh luận giữa chư tăng. Tranh luận như vậy khiến chúng sanh không hạnh phúc, khiến chúng sanh không an lạc, khiến chúng sanh không lợi ích, khiến chư thiên và loài người không hạnh phúc mà đau khổ. Này các hiền giả, nếu hiền giả thấy được chánh căn ấy giữa các vị hay ngoài các vị, hiền giả phải cố gắng đoạn trừ ác chánh căn ấy. Này các hiền giả, nếu hiền giả không thấy chánh căn ấy giữa các vị hay ngoài đời, các vị hãy gìn giữ, đừng cho ác chánh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy là sự đoạn trừ ác chánh căn ấy, như vậy là ngăn chặn nguy hại ác chánh căn ấy trong tương lai. 16. Sáu giới: địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới, thức giới. 17. Sáu xuất ly giới. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm ta, vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, du khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà sân tâm vẫn ngự trị, an trú, sự kiện không thể xảy ra như vậy. Này các hiền giả, từ tâm giải thoát có khả năng giải thoát sân tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị tâm ta, vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, du khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo tinh cần, mà hại tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, bi tâm giải thoát có khả năng giải thoát hại tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta, vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, du khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, bất lạc tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, hỷ tâm giải thoát có khả năng giải thoát bất lạc tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm ta, vì ấy cần được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, du khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà tham tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, xả tâm giải thoát có khả năng giải thoát tham tâm.
Này các hiền giả, lại nữa, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ an trú chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, thức của tôi vẫn chạy theo các tướng. Vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, dù không Thế Tôn như vậy không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ an trú chất chứa và khéo léo tinh cần, mà thức vẫn chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, vô tướng tâm giải thoát có khả năng giải thoát tất cả tướng. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: quan điểm tôi có mặt, tôi bị từ khước. Quan điểm tôi là cái này không được tôi chấp nhận. Tuy vậy, mũi tên nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh an trú tôi. Vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, dù không Thế Tôn như vậy không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Quan điểm tôi có mặt bị tôi từ khước. Quan điểm tôi là cái này không được tôi chấp nhận. Tuy vậy, nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh an trú nơi tôi. Sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, chính nhờ khước từ sự ngạo mạn tôi có mặt mà mũi tên do dự nghi ngờ được giải thoát. 18. Sáu vô thường: kiến vô thường, văn vô thường, lời đắc vô thường, học giới vô thường, hành vô thường, ức niệm vô thường. 19. Sáu niệm xứ: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. 20. Sáu hằng trú: này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo mắt thấy sắc, không có quan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm, giác tỉnh, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, không có quan hỷ, không có ưu phiền, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 21. Sáu sanh loại: này các hiền giả, ở đây có người hát sanh sống tạo hát pháp. Này các hiền giả, ở đây có người hát sanh và sống tạo bạch pháp. Này các hiền giả, ở đây có người hát sanh và sống tạo niết bàn. Phi hát phi bạch pháp: ở đây có người bạch sanh và sống tạo bạch pháp. Ở đây có người bạch sanh và sống tạo hát pháp. Ở đây có người bạch sanh và sống tạo niết bàn. Phi hát phi bạch pháp. 22. Sáu huyết trạch phần tưởng: vô thường tưởng, khổ tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên khổ, đoạn tưởng, vô tham tưởng, diệt tưởng. Này các hiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có bảy pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bảy? 1. Bảy tài sản: tính tài, giới tài, tam quý, quý tài, văn tài, khí tài, tuệ tài. 2. Bảy giác chi: niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. 3. Bảy định cụ: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. 4. Bảy phi diệu pháp: này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo bất tín, vô tàm, vô quý, thiểu văn, giải đại, thất niệm, liệt huệ. 5. Bảy diệu pháp: này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo có lòng tin, có tàm, có quý, đa văn, tinh tấn, niệm được an trú, có trí tuệ. 6. Bảy thượng nhân pháp: này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo tri pháp, tri nghĩa, tự tri, tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân. 7. Bảy thù diệu sự: này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai, tha thiết quán pháp và khát vọng quán pháp trong tương lai, tha thiết điều phục các dục vọng và khát vọng điều phục các dục vọng trong tương lai, tha thiết sống an tịnh
và khát vọng sống an tịnh trong tương lai, tha thiết sống tinh tấn và khát vọng sống tinh tấn trong tương lai, tha thiết quán sát tự niệm và khát vọng quán sát tự niệm trong tương lai, tha thiết với kiến giải và khát vọng hiểu biết sở kiến trong tương lai. 8. Bảy tưởng: vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tình tưởng, hoạn nạn tưởng, đoạn tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. 9. Bảy lực: tính lực, tinh tấn lực, tâm lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 10. Bảy thức trú: này các hiền giả, có các loại hữu tình, thân sai biệt và tưởng sai biệt, như loài người, như một số chư thiên và một số thuật đọa xứ. Đó là loại thức trú thứ nhất. Này các hiền giả, có những loài hữu tình, thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại, như các vị phạm chúng thiên vừa mới sanh lần đầu tiên, hay do tu sơ thiện. Đó là loại thức trú thứ hai. Này các hiền giả, có những loại hữu tình, thân đồng loại nhưng tưởng sai biệt, như chư Quan Âm Thiên. Đó là loại thức trú thứ ba. Này các hiền giả, có những loại hữu tình, thân đồng loại và tưởng đồng loại, như chư Thiên Biến Tình Thiên. Đó là loại thức trú thứ tư. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, không tác ý đến các tướng sai biệt, chứng không vô biên xứ, hư không là vô biên. Đó là loại thức trú thứ năm. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, chứng thức vô biên xứ, thức là vô biên. Đó là loại thức trú thứ sáu. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, chứng vô sở hữu xứ, không có vật gì cả. Đó là loại thức trú thứ bảy. 11. Bảy loại người đáng kính trọng: câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, kiến chí, tính giải thoát, tùy pháp hành, tùy tính hành. 12. Bảy tùy miên: dục ái tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. 13. Bảy kiết sử: ái kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạng kiết sử, hữu tham kiết sử, vô minh kiết sử. 14. Bảy diệt chánh pháp: có khả năng đình chỉ, diệt trừ các chánh pháp đang khởi lên. Ưng giữ hiện tiền tỳ ni, ưng giữ ức niệm tỳ ni, ưng giữ bất si tỳ ni, ưng giữ tự ngôn trị, đa bích tội tướng, đa nhân bích tội, như thảo phú địa. Này các hiền giả, bảy pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có tám pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là tám? 1. Tám tà: tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. 2. Tám chánh: chánh tri kiến, chánh định. 3. Tám người đáng cung kính: hạng dự lưu, hạng đã thành tựu và chứng dự lưu quả, hạng nhất lai, hạng đã thành tựu và chứng nhất lai quả, hạng bất lai, hạng đã thành tựu và chứng bất lai quả, hạng a la hán và hạng đã thành tựu a la hán quả. 4. Tám giải đãi sự: này các hiền giả, ở đây có việc vị tỳ kheo phải làm. Vị này nghĩ, có công việc ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc thời thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. Như vậy là giải đãi sự thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, một việc đã được các vị tỳ kheo làm. Vị này nghĩ, ta đã làm một công việc, do ta làm một công việc nên thân ta mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa, có con đường vị tỳ kheo phải đi. Vị này nghĩ, đây là con đường mà ta sẽ phải đi, khi ta đi con đường ấy thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống.
vì ấy nằm xuống không có tinh tấn. Như vậy là sự giải đãi thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, con đường vị tỷ kheo đã đi, vị đề nghị ta đã đi con đường. Do ta đã đi con đường nên thân ta mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ tư. Này các hiền giả, vị tỷ kheo đi khất thực ở làng hay tại đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta đi khất thực ở làng hay đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, thân này của ta bị mệt mỏi không lợi ích gì, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ năm. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay thị xã, nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta đi khất thực tại làng hay tại thị xã, nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, thân này của ta nặng nề không làm được gì, như một nhóm đầu, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ sáu. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo bị đau bệnh nhẹ, vị này nghĩ, nay ta bị đau bệnh nhẹ cần phải nằm nghỉ, vậy ta nên nằm nghỉ. Vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ bảy. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Vị ấy nghĩ, ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, thân này của ta yếu đuối không làm được việc gì, vậy ta hãy nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. Như vậy là giải đãi sự thứ 8.